giao vui. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em mừng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng ấm nồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình ai đâu có thua xa gì phố đô thành. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má đứa con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trở về người trân quý trái tim. Trong vàng nắm lấy đi tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Hôm nay gia đình họ nhà trai rất là hạnh phúc, rước một cô dâu xinh đẹp về để làm dâu của gia đình họ nhà trai và cũng rất là vui mừng và rất hạnh phúc. Đúng chào họ nhà gái đã đưa cô dâu từ mấy trăm cây số chúng ta về thôi. Và lời đầu tiên là xin trân trọng cảm ơn và cho tràng một tay để chào đón. Thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má đứa con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý. Gia tiên ngày hôm nay của gia đình thì là cái phần trao quà cho cô dâu và chú rể. Hôm nay là cũng trân trọng cái giới thiệu là mẹ của chú rể và cô của chú rể, cô Năm. Dạ, mời cô Năm và mời mở lên sẽ trao quà cho hai em. Tôi không có dám hứa luôn tại vì bà xã tôi ở bên Thượng Hải á,
Sau khi mà bà xã tôi nó chọn cái nhà thứ hai đó, tôi nói chuyện thì bà xã trong cái giờ đó là những cái buổi tiệc rất là đặc biệt. Công sướng mà phải gì cố gắng về, từ tôi ở bên Úc về đây rồi xong xuôi rồi tôi phải liên lạc đến bà xã ở trên đó, điều kiện gắng cố gắng về cho dân vui. Chúng là cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ để tặng cho hai cháu, chào chúc hai cháu được trong hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Lan. Anh xui luôn nha. Dạ dạ. Nay cũng là để lấy đâu cho bà xã. Bà bác tính về tiếp tục tình duyên với gia đình bà mẹ. Đó là tình duyên với hai con. Bà tính đó. Trên đầu bàn tay cô dâu chú rể của chúng ta cũng rất là đẹp, bởi vì nó có rất nhiều chiếc nhẫn xinh tươi. Vâng, và khi trao cho cô dâu chú rể những chiếc nhẫn đó cũng là một lời dặn dò là hai cô dâu chú rể chúng ta trong cuộc sống phải nhẫn nhục với nhau để mình xây dựng một cái hạnh phúc sau này. Nếu mà vợ chồng không nhẫn nhục thì chúng ta sẽ không đi đến cái cuộc đời. Thì trong buổi lễ hôm nay với sự chứng kiến của hai họ, hai em phải có một lời cảm ơn gia đình. Con nói lời cảm ơn thôi. Dạ, cảm ơn hai bên ba mẹ, ông bà, cô chú. Xin là một người con gái đã tin tưởng con để cho con lấy đây là vợ. Cảm ơn ba mẹ. Trời ơi, chú rể hay quá. Con xin cảm ơn cha mẹ con, ba mẹ. Bác, các cậu đã có mặt trong cái ngày vui ngày hôm nay của hai con. Cảm ơn công ơn sinh thành và yêu thương của cha mẹ hai bên, cũng như là cô cậu, các bác để con có được ngày hôm nay. Thì không biết nói gì hơn, hai con xin cúi đầu cảm ơn. Con xin phép cậu với chú, nhà mình họ nhà, nhà gái. Cảm ơn anh Sướng. Rất là cảm ơn.
quên hết rồi. Dạ thì tiếp theo thì con cũng kính chúc bên nhà ta ông bà cô bác các anh các chị cũng không biết nói gì hơn, thì cũng nhờ anh chị đây có bé Hiền, dạ. Em bên đây thì có Tú, thì duyên nợ của hai con thì giờ cũng biết nói gì hơn, thì chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Chào các bạn, bây giờ là chúng ta sẽ thấy chứng kiến những cái giọt nước mắt, cảm xúc hạnh phúc. Và hôm nay thực sự là một người bố mà được nghe con trai của mình phát biểu, đúng không? Con dâu của mình phát biểu, đó là một niềm hạnh phúc. Cho nên cái niềm hạnh phúc đó không thể nói nên lời, và chúng ta cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đó. Đó. Xin cảm ơn hai em xưa. Rồi
nhiều thứ khiến cho mình lo âu. Nhưng yên tâm đi vì chẳng có gì lớn hơn tình cảm mình cho nhau. Em ơi đồng ý cho anh được phép khoác lên người em đồ cô dâu. Còn anh chú rể vui ngày hạnh phúc 60 năm cuộc đời có bao lâu. Em ơi thank you.
quyền và cẩm tú. Thưa quý vị, có một câu nói mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị ngay tại giây phút này đây. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tin vào định mệnh, bởi vì định mệnh sẽ đem đến cho tất cả chúng ta những điều thật là tuyệt vời, như câu chuyện của đôi bạn của chúng ta ngày hôm nay. Họ là những người xa lạ, nhưng chính định mệnh đã đưa họ đến đây với nhau. Và có một điều đặc biệt rằng ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của đôi bên gia đình, của tất cả quý vị và các bạn cùng hiện diện tại nơi đây, đôi bạn của chúng ta cùng nắm tay nhau để cùng bước chung một chặng đường mới, chặng đường của hôn nhân. Và ngay giây phút này đây, thưa quý vị, những tràng pháo tay của tất cả quý vị là những lời chúc phúc tuyệt vời nhất mà tất cả chúng ta dành tặng đến cho cô dâu và chú rể. Đúng hay là sai thì vẫn luôn ở đây, các câu hát anh
sâu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy trong ngàn kiếp sau. Giữa cung trời hoa mộng đôi mình có nhau, dưới cung trắng im đêm cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sâu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy. Bao nhiêu đắng cay, anh chỉ cần một cái nắm tay. May mắn thay lòng vừa mới đây, ai mang người tới ngay khi anh chạm tay. Em làm anh mất cả lý trí, đem bán luôn cả linh hồn. Thể xác không có chi khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn. Anh muốn nói với em một vài câu yêu, chắc chắn không thể nói phai màu em. Nếu thích công việc gì phải giấu, anh yêu em với chị em thật dài lâu. Nếu thích thì cứ like, anh là thứ nhất là gì có gian thứ hai, vì thứ ba thứ tư thứ năm sáu với chủ nhật không phải đi với anh thì giữ ai. Nhưng dù thế nào thì em ơi chưa có lo, mưa bọt nắng gắt hay là gió to, kệ anh vẫn sẽ ở bên như mọi thứ trở nên, tại anh chỉ cần em vẫn ở đó, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây để anh được nắm đôi tay này. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta, khi nắng ban mai đầy xua màn đêm giữa phòng ba, bồng bềnh tựa vào làn mây. Ôi từng giây đã trôi xa, suy tư dối bời chẳng ngờ nhớ thương đầy vơi lòng trái phương. Từng ngày mặt trời lên cao, anh đợi em trước sân ga, đôi mắt long lanh to tròn, đôi bàn tay thoáng kiêu xa, vội vàng từng chiều đi qua. Trời lên cao, anh đợi em trước sân ga, đôi mắt long lanh to tròn, đôi bàn tay thoáng.